đâu về anh em ơi. Hey, anh em ơi. Chào mừng các bạn đến với Đồ Gỗ Bình Dương. Nơi bạn đặt niềm tin khi gọi cho tôi để sang sửa những bộ đồ trong căn hộ của bạn, các sản phẩm nội thất cho ngôi nhà của bạn. Tủ, giường, trang trí, tháo lắp đặt nội thất. Và quan tâm những sản phẩm mặt hàng siêu phẩm siêu rẻ, siêu đẹp, chất lượng ok. Chào mừng các bạn đến. Sợ khách hàng nó bất phẩm và vội lại nó cửa mở lại nó cái cánh lên. Màu này nhìn nó cũng sang màu hơn đấy. Vâng. Vâng, không có người tháo. Người tháo. Với em đang lắp ở đằng hư hàng. Chỗ đến là cái xưởng. Có giá nào tính. Vâng. Chả đâu chỗ này còn rẻ hơn đấy. Cái thực ra mà công nghĩa cũng đi. Cái mặt bằng nó quê. Chẳng phải do nó quá. Ở đây mua thì chả không biết. Dạ, ra tôi hiểu được hết. Nhưng mà bà cùng vẫn là chất liệu như nhau bạn. Chả khác gì. Nhưng mà cái gì hơn. Mà bà
150 là nhóc xong trả tiền đâu. Bọn em là làm cái này mấy cái này là tại sửa luôn, sản xuất luôn. Nhưng giá là bọn em là thằng này nó giá nó chỉ lấy câu là lãi thôi. Con này làm như là làm việc dư khá. Vâng, bắt đầu em thằng này. Hả? Thằng này có gì cơ khá. Nó như thế này là được đấy. Nó trong này sao I'm going to go to the hospital.
Tôi lấy thật. Từ đó. Cái xe. Đó. 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 Mình kêu mình học.